Em chào tất cả các bác nha. Sáng nay là ngày 11 tháng 11 thôi nhé. Mày em đi cho bác cái lô áo mới về, mày toàn hàng VIP thôi. Bác ưng được sản phẩm nào giá lô em nhé. Số điện thoại là 0383 440 440 của bác nhé. Đây, con đầu tiên lên cho bác một con, nó là đại VIP luôn. Chất lượng. Xuống. Này thì đỉnh cao luôn. Lên áo này tuyệt vời quá. Bên trong này có cổ, cổ mỏng nhé, bên trong có cổ mỏng này. Đẹp chưa? Đấy. Quá tuyệt vời. Chất liệu thì sướng không ạ? Váy áo này. Những cái thương hiệu này thì nó là siêu đình đám rồi. Những thương hiệu này quá đình đám rồi các bác nhé. Nó không phải bàn nữa rồi. Từ khóa thế mà dập hiệu hết đấy. Nó nhìn khóa này, dập hiệu hết nhé. Con này là vai 46, dài 66 ạ. Vai 46, dài 66. Mã D1. Giá con này là 470k. Con này là vai 46, dài 66 nhé. Mã D1 này, 470k. Một con hàng cực kỳ đình đám luôn. Tiếp tục con thứ hai này các bác này. Con này thì chất mài có đẹp lắm các bác nhé. Thương hiệu nó thì miễn bàn, thương hiệu nó cực phẩm. Cực phẩm bao nhiêu. Đẹp chưa? Đấy, bạn nào thích cái dòng mà cái vết mài đẹp không? Nó mài đẹp thật sự luôn các bạn. Những con trúc cơ này thì cực kỳ VIP luôn nhá. Hàng riêng hàng trúc cơ này thì các bác không bao giờ mua ở đâu có những con hàng chính hãng nó xịn sò này đâu các nhá. Khẳng định các bác luôn nhé. Riêng hàng trúc cơ em là đỉnh cao rồi. Các bác không kiếm ra một số nào có cái dòng trúc cơ chính hãng này rồi nhé. Đẹp tuyệt vời không ạ? Bên tay này, làm rất đẹp nhé. Con này là vai 42, dài 61 ạ. Vai 42, dài 61. Mã D2 không nhé, mã D2. Bao lớn này để bác cái giá là 380k. Mã D2 nhé, giá là 380k. Lại một siêu phẩm nữa rồi. Trời, con này siêu VIP quá nhé. Thương hiệu này Super Ride. Đấy, Super Ride. Một con hàng Super Ride con này. Ba cho bác là chính hãng tuyệt đối nhá. Đấy, bác nào mà phát hiện không hàng chính hãng em tặng con này đền 100 triệu các bác luôn nhé. Trần bông đẹp không? Một siêu phẩm nhà Super Ride này. Khóa hết rồi, hiệu hết bác nhá này, khóa rồi, hiệu hết này. Đúng không ạ? Super Ride bác nhá. Đó, Super Ride.
Con này là vai 46, dài 88 anh nhé. Vai 46, dài 88. Mã D3. Con này của nó là 690 nha. Super Rai ạ, 690k. Mã D3 không nhé, giá 690k. Ra một con áo này nó cũng bằng gần 20 triệu mà bỏ ra 690k, quá là bằng số lẻ không nhé. Tuyệt vời không ạ? Super Rai tuyệt vời không ạ? 690k nhé. Em lên bắt một con này là con Divine. Trời ô, một con Divine hàng VIP các bác ơi. Nguyên nói các bác nó có những quả cúc này xứng đáng đồng tiền nó gạo rồi. Ồ, nó có quả cúc ra đẹp quá. Đây nhá. Đẹp tuyệt vời các bác này. Trước sau có nhìn thấy nó thiết kế nó đẳng cấp không nhỉ, đẹp. Đây là một con Divine. Cúc nó nhìn cúc nó thương hiệu rồi. Những giàn khúc nó không có thấy bao tiền giàn khúc này, vì các bác bỏ ra cả phải 700-800 nghìn chứ mua giàn khúc được nhé. Khúc của nó bằng như là chất liệu nhưng mà bằng một cái loại nhựa, không ra nhựa và sừng ra sừng nó bằng như là bằng một loại sừng trâu ấy bác ạ. Cái khúc của nó xịn lắm. Đây các bác nhé, Super Ride ạ. Con này size L nhé, con này size L. Có thể là vai 44 này, dài 71 ạ. Vai 44 dài 71. Trời ơi, con này nó VIP quá các bác ơi. Nó là nhanh chân con này. Là mã D5. Giá là 580k. Con này là vai 44 mức nhá, dài 71 ạ, mã D5 này, 580k. Còn phải nói quá là VIP thôi. Các nào mà may mắn chốt được con đấy chúc mừng các bác nhé, đẹp lắm, vừa đẹp vừa sang các bác ạ. Trời ơi, lại một con mách nha các bác ơi. Trời ơi, lại gặp lại siêu phẩm mách này, Trúc Cơ. Đấy, hàng là bao chính hãng nha, Trúc Cơ. Tại sao các bác thấy anh em có những con Trúc Cơ mà bán hơn 200, con Trúc Cơ bán 600-700 nhé, nó nhiều hãng lắm. Bác mua bác không để ý là chết dở đấy. Này có nhìn hàng Trúc Cơ em này, từ những con cúc nhé, cúc nó phải là cúc dòng hiệu hết bác này. Đấy, hiệu mà không phải hiệu như kiểu các bác, không phải một vài bữa nó dỉ nhé. Đây là dùng có 5-10 năm nó còn không có han gì nổi nhé, càng dùng càng đen bóng lại. Áo thì đại chất rồi, vải ba thằng 100 năm luôn, không xuống màu luôn. Con này là vai 42 dài 58 ạ, vai 42 dài 58, mã D6. Ba lớn này em để ba cái giá là 490k. Mã V, cái vai của nó 42 dài 58, mã D6 490k, mà con Trúc Cơ hàng chính hãng. Tiếp tục một con Trúc Cơ nha các bác này. Ồ, con này còn hot hơn con kia rồi nhé.
con này là con size L đấy ạ. Con này đẹp lắm. Đó, nhìn này. Size L. Đẹp chưa các bác này? Đó. Ok chưa? Nên đằng sau đằng trước đẹp như nhau nhé. Đẹp lắm các bác ơi. VIP thì thôi rồi luôn ạ. Không chê được. Con này là vai 46 dài 62. Vai 46 dài 62. Con này là mã D8. D8 giá con này là 460k. Con này là vai 46 này, dài 62 này, mã D8 này, 460. Ando các bác ơi, một con hàng đỉnh cao của nhà Ando đấy ạ. Thương hiệu này thì không để ai chê được từ nào đúng không nhá. Độ đẹp của nó này, độ đẹp độ sang của nó này, không phải bàn nhé. Siêu sang siêu xịn luôn này. Đẹp. Con này lên mặc lên sang nó nhé, lên màu nó sang cực kỳ luôn. Không điểm chê luôn, màu xuất sắc. Con này là vai 44 dài 70 ạ. Vai 44 dài 70. Mã D9. Mã D9 này, con này giá là 560k. Con này là vai 44 này, dài 70 này. Đấy. Mã D9 này, giá là 560. Tiếp tục lên bắt một con trúc cơ nữa này. Trúc cơ này độ mới mà nói là hoàn hảo luôn các bác nhé. Một con trúc cơ này còn mới tinh luôn. Tuyệt vời luôn các bác nhé. Này, đẹp chưa? Con này là vai 50 nhé. Vai 50 dài 60 ạ. Vai 50 dài 60. Con này là mã D10. D10 con này size XL rồi, mã D10 nhé. Vào lấy này em để bác cái giá là 80 kg. Con này vai D10 dài 60 này, mã D10 giá là 800 mà. Mã D10 giá là 480k. Là con trúc cơ của nó là hàng chính hãng thôi nhé. Em lên bác một con trúc cơ màu đen nữa này.
con này thì siêu hiếm nhá, màu này là siêu hiếm bác nhá, mà lại được một con hàng chính hãng phải nói là không còn gì để bàn nữa, cực kỳ vip luôn. Con trúc này đi, con này con trúc cơ cuối cùng là vai 44 thôi nhé, dài 66 à, vai 44 dài 66. Con này mã D12, D12 giá là 450k, vai 44 này, dài 66 này. Đấy. Xuống vẫn hỏi mã D12 này, giá là 450k, là một con này, chất mới mới từ tinh luôn. Lên bác mấy con sư mi bò luôn này. Ăn Anesia này, size MM luôn này. Đây. Đẹp các bác này. Loang nó đẹp lắm bác nhá. Cái chất loang của nó. Đẹp không? Con này là vai 44 dài 67 ạ. Vai 44 dài 67. Mã D14 này. Mã D14, mã lớn này để nó giá là quá nhỉ. Mã D14 này giá là 280k. Đẹp long lanh luôn. Con này vai 44 dài 70 ạ. Vai 44 dài 70 nhé. Mã D15. Giá là 530k. Size MM này. Vai 44 này, dài 70 này. Mã D15 này giá là 530k. Luôn. Con này size L nhá, size L đấy ạ. Cho bác xem size L nó này. Thương hiệu mình dám bác nhá. Này không đẹp không ăn tiền đâu các bác này. Nó phối màu đẹp thật sự luôn. Nó là nam nhỏ nhá, là nam nhỏ mặc đẹp này. Con này của nó là vai 42 dài 66 ạ, vai 42 dài 66 bác nhé. Con này là mã D16 đi.
B16. Mã D16 này giá là 260k. Lại một con cực phẩm nữa bác nhé. Những cái màu này hiếm lắm nha. Cái màu này lâu lâu mới mới con này, em dồn bao nhiêu đơn hàng được vài con này. Cái màu này hiếm lắm nhé. Thương hiệu này rất lình đám này. Con này vai 44 này, dài 75. Vai 44 dài 75. Mã D17. Giá là 280k. Mã D17 này giá là 280k. Đẹp chưa? Màu này rất tuyệt vời nhé, màu này. Cái này mặc lên đẹp lắm. Đẹp đơn giản thôi. Con này vai 44 này, dài 73. Vai 44 dài 73. Mã D18 ạ. Con này giá nó là 190k. Mã D18 này giá là 190. Màu tuyệt vời đúng không anh? Con này bác nào tầm 7m70 quay về đấy ạ. 1m8 là cao là mặc xấu nhá. 1m70 quay về thôi. Thương hiệu thì nó là cực phẩm rồi. Con này là vai 48 này, dài 66. Vai 48 dài 66. Mã D19. D19. Lấy con này để bắt con này cái giá 250k. Con này là vai 48 này, dài 66 này. Mã D19 này giá là 250. Vừa là đẹp quá các bạn ạ. Đây một con super ride các bác nhá. Đây một con super ride này, hàng chính hãng tuyệt đối nhá. Super ride. Con này là vai 48, dài 75. Vai 48 dài 75.
Mã D19. D19. Con này là vai 48 này, dài 75. Bác lấy con Super Rai này để bác cái giá là 320k này. D19 này giá là 320k. Tiếp tục lên bác một con Super Rai này. Tiếp tục một con Super Rai luôn nha. Hàng siêu phẩm luôn. Super Rai. Logo hiệu hết bác nhé. Con này là vai 48, dài 72, mã D20. Vai 48, dài 72, mã D20. Con này giá của nó là 380k. Con Super Line hàng chính hãng nhé. Tiếp tục một con siêu phẩm nữa các bác này. Con howitzer. Vài tay này. Howitzer này. Quá là xịn rồi. Một cái áo này ra store 9-10 triệu. Con này là vai 45, dài 74. Vai 45, dài 74. Con này là mã D21. D21 này, con này với cái giá là 390k. Con siêu phẩm Howitzer. Howitzer nhé. Con này là vai 45 này, dài 74 này, mã D21 390k. Thương hiệu quá lớn rồi. Super Rai nhé. Đủ Super Rai theo chiến lược luôn. Con này là vai 44 này, dài 65. Vai 44 dài 65. Con này là mã D21. Ba trăm tám mươi ta. Con này là mã D21 này, giá của nó là 380k. Super Rai hàng chính hãng. Em lên bắt một con Polo Ralph Lauren size L. Chính hãng tuyệt đối nhé. Size L. Con này là vai 50, dài 76 ạ. Vai 50, dài 76. Mã D23 này. Con này để bác cái giá 480k.
một con Polo có nhá, Polo Rap Loren. Vai 50 này, dài 76 này, mã D23 này, 408. Dạ, có thể luôn. Con super à, con này không phải super ra, con này là gì đây, mà con group rom, group rom con áo này thì bo len dưới đẹp không ạ, len mỏng nhá. Con này là vai 45 dài 66, vai 45 dài 66, mã D24 này. Con này để bán cái giá là 350k. Vai 45 này, dài 66, mã D24 này, giá là 350. Một siêu phẩm của nhà hữu sở với Onka các bác ơi, đẹp không? Thương hiệu này quá đỉnh cao nhé, chất liệu đẹp lắm các nhìn này, vải nhà bò xước ấy. Con này là vai 48 dài 73, vai 48 dài 73, mã D25, D25 bác ấy, con này để bác cái giá như luôn ạ, 380k. Thương hiệu này siêu đỉnh giá rồi. Vai 48 dài 73 này, mã D25 này, 380k. Sửa con Barana, Barana đẹp chưa, màu rất độc lạ mà nhận đẹp luôn này. Đẹp tuyệt vời luôn. Con này là vai 41 này, dài 68, vai 41 dài 68, mã D25, con này là vai 41 này, dài 68, mã này D25. Mã D25, mà lấy con này em để ba cái giá 290k. Vai 41 nữa nhé, vai 41 này, dài 68, mã D25 này, giá 29. D25 nhé, giá của nó 29k.
siêu phẩm được. Lên bác mấy con áo thun đấy nhá, hàng đắt nhá. Siêu phẩm đấy ạ. Nhiều chưa? Đấy. Bác nào 88 đến 95 cân mặc đẹp nhá, 88 95 cân mặc đẹp. Đây con hàng hiệu bác nhá. Đắt hơn cả đắt hơn cả mấy cái dòng sau tu Scott con. Con này vai 56 này, dài 72. Vai 56 dài 72. Mã D26. D26 còn là đẹp quá bạn họ ghê. D26 con này 34. Mã D26 ạ, giá là 530k. Con hàng siêu đắt đỏ luôn bác nhé. Từ 85 đến 95 kg nhé. Em lên cho bác một con ui trời ơi, test ra này. Đẹp quá con này. Con này là thị trường của nó này. Thị trường của nó là USA này, JPN này, Korea, Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là cái nước nó tiêu thụ thôi. Con này là vai 50 này, dài 70. Vai 50 dài 70. Mã D26. D26. Giá là 290k. Mã D26 giá là 290k. Lại một em siêu VIP nữa. Trời ơi, đẹp hết nước chấm được luôn anh em. Con này vai 48 này, dài 70. Vai 48 dài 70. Mã D28. D28 con này giá nó là 250k. Vai 48 dài 70, mã D28 này giá là 250. Quá hot luôn. Sẽ lờ nhé, đẹp. Con này là vai 49 này, dài 69. Vai 49 dài 69.
Đây là mã D29 ạ. D29 mấy nhỉ? Con này giá nó là 470k. Mã D29 này. Giá là 470k, vai 49, dài 69. Tiếp tục lên đó là con cá sấu này. Con cá đó nha, hot lắm rồi nha. Cá này bản đẹp cực kỳ luôn nha. Đâu nha, bản cái con cá này bản cực kỳ hot luôn. Con này là vai 49 ạ, vai 49 này, từ 78 đến ta đến 83 kg là mặc đẹp. Vai 49, dài 67. D49 này, vai 49 dài 67. Mã D30 nhé, D30 này. Bao lâu này em để bao cái giá 480k. Cá sấu tuyệt vời luôn, đẹp không lối thoát luôn nhé. Vai 49, dài 67 này, mã D30 đi, giá là 480k. Thương hiệu này siêu vip này. Đẹp không bạn? Chất liệu tuyệt vời không? Con này là vai 54 nhé. Vai 54 dài 68. Vai 54 dài 68. Mã D31 giá là 440k. Vai 54 này, dài 68 này. Mã D31 này, 440k. Tiếp tục con cá sấu này. Con này là vai 44. Vai 44 dài 66. Mã D32. D32. Đây là mã
đi 32 này, cái giá của nó là 490 triệu. Vai hơn 4 này, dài 66. Mã D32 này, giá 490 triệu. Thương hiệu này quá kinh điển này. Tuyệt đẹp luôn. Con này là vai 46 này, dài 64. Vai 46 dài 64. D35 này. D35. Giá là 370 ta. Mã D35 này giá 370. Cho nó một con thể thao này. Nó lỗ thông hơi sau đẹp lắm. À, thể thao này sau nó có lỗ thông này. Con này là vai 44 dài 65. Vai 44 dài 65. Vai 44 dài 65. Con này là mã D35. D35. Vai 44 dài 65, mã D35 này, giá của nó là 400 cành. Chiêm ngưỡng cái bản này chất lượng như này. Bạn nào mà người body cái này thì cực đẹp nhé, đính đá hết đằng sau này. Con này là mã D41 này, dài 59. D41 là 59. Mã D36. D36. Con này đẻ vào cái giá yêu thương luôn này. Vai 41 dài 59 này, mã D36 này giá 800k. Con HM, siêu phẩm HM nhé. Đẹp tuyệt vời quá nhé. Con này là vai 48 dài 67. Vai 48 dài 67. Mã D38. D38. Mã lớn này để nó giá là 420k.
mã D D38 này giá 420k. Đẹp hết chấm luôn. Video buổi sáng nay em sẽ tạm dừng nhé. Các bạn ưng được sản phẩm nào thì alo em nhé. Em xin chào các bạn.